thoát khỏi bản án chung thân cùng máy chạy thận. Anh đón tiếp chúng tôi. Người đàn ông ngoài 40 tuổi, anh Thanh cười nói huyên thuyên kể lại. Là người đàn ông trụ cột của gia đình, anh mãi lo toan với công việc, cơ thể mệt và sốt thường xuyên. Anh đến bệnh viện Đại học Y Dược để khám. Bác sĩ kết luận anh Thanh suy thận ở độ 3, không có thuốc điều trị và khuyên anh uống thuốc tạm thời. Sau một thời gian uống thuốc, sức khỏe ngày một suy yếu hơn. Lần này anh đến bệnh viện Chợ Rẫy khám điều trị. Các bác sĩ nơi đây chẩn đoán anh đã suy thận ở giai đoạn 4 và không có thuốc điều trị. Chỉ còn duy nhất mổ ven tay rồi về quê chạy thận. Anh đã ngất lịm khi biết được thông tin này. Sự lo lắng buồn rầu cộng thêm bệnh tình anh ốm đi nhiều lắm, sức khỏe suy kiệt, anh lại không muốn cảnh mình chạy thận khổ cho bản thân và gia đình. Anh lên mạng tìm phương cách để chữa thận. Anh tìm hiểu được công ty Đông Dược Thiên Phúc. Với một chút niềm hy vọng quả thận của mình được cải thiện, anh mua Tasuka về. Vợ anh và gia đình người thân biết anh cất giấu vì không có niềm tin vợ anh đã đem bỏ đi sản phẩm. Khi biết được, anh thuyết phục vợ cho anh một cơ hội. Một cơ hội anh vì gia đình, vì vợ con để anh được uống Tasuka. Nghe đến đó, lòng tôi thắt nghẹn. Điều anh trân trọng và tin tưởng thì điều kỳ diệu đã đến. Sau khi anh uống Tasuka được một tháng, người anh khỏe dần, tay chân anh giảm phù. Tiếp đó, anh vô bệnh viện Chợ Rẫy xét nghiệm lại. Và điều làm các bác sĩ rất đổi ngạc nhiên, creatinine giảm đáng kể, từ giai đoạn 4 giảm còn giai đoạn 3. Niềm tin anh tiếp tục uống Tasuka thêm 2 tháng nữa. Và kết quả từ 4.65 còn 2.25. Trước đây đi tiểu rác bút, một đêm từ 6 đến 7 lần, bây giờ còn 2 lần. Anh đi đứng sinh hoạt bình thường, bệnh đã cải thiện 80%. Giờ đây anh Thanh và gia đình đặt trọn niềm tin vào Tasuka. Anh chia sẻ.